Địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như qua thấy ở đây mình có một cái chiếc đồ phát của Bobcom House, một trong những thương hiệu đồ phát khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Tôi có những dòng sản phẩm khá là thành công như là Bobcom House 2410. Thì ở cái video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái chiếc đồ phát mới nhất mà Bobcom House vừa tung ra thị trường trong thời gian gần đây. Thì cái chiếc đồ phát này có tên là Bobcom House V10 hay gọi là Bobcom House V10. Thì cái chiếc Bobcom House V10 này có gì nổi bật cũng như thành phần phụ kiện đi kèm trong cái chiếc hộp này bao gồm những gì, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Thì mục đích của cái video này không có gì khác ngoài trừ giúp bạn có những cái nhìn nhận tổng quan hơn về cái chiếc đồ phát mới này của Bobcom House, cũng như là có thêm một sự lựa chọn nữa trong một chiếc đồ phát bạn sẽ mua trong thời gian tới đó. Thì khi mình cầm trên tay cái chiếc Bobcom House V10 này, mình cảm nhận như là mình đang cầm một cái phiên bản thu nhỏ của cái chiếc Bobcom House A410 trước đây. Cái kích thước của chiếc Bobcom House V10 này khá là nhỏ gọn. Bởi vì sao? Bởi vì nó không còn được trang bị cái khay ổ cứng gắn trong nữa, mà cái khay ổ cứng gắn trong được tối giản hoàn toàn trên cái con Bobcom House V10 này. Thì cái kích cỡ của con Bobcom House V10 này nó chỉ gần bằng một cái chiếc ổ cứng gắn trong, tuy nhiên nó hơi dày hơn một tí đó. Toàn bộ cái chiếc đồ phát này được bao bọc bởi một cái lớp vỏ aluminium khá là chất lượng. Đây là cái lớp vỏ có khả năng tản nhiệt rất là tốt, bởi vì cái chiếc Bobcom House V10 này nó không trang bị quạt tản nhiệt bên trong đó, cho nên cái việc trang bị một cái lớp vỏ bao bọc khá là chất lượng và khả năng tản nhiệt rất là tốt thì giúp cho cái khả năng hoạt động của cái con Bobcom House V10 này trở nên ổn định và bình thường hơn. Thì mặt trước của cái chiếc Bobcom House V10 này không có gì khác ngoài trừ một cái logo Bobcom House quen thuộc ở đây, hai cái đèn biểu thị trạng thái hoạt động cũng như là một cái đèn cũng như là một cái con mắt để nhận tín hiệu điều khiển từ remote. Ở cạnh bên phải là nơi bố trí một cái khe đọc thẻ nhớ SD cũng như là một cái cổng USB 2.0. Cạnh bên trái thì không có gì cả. Ở cạnh sau là nơi bố trí những cái cổng kết nối chính cho cái thiết bị đồ phát này. Chúng ta thấy một cái cổng adapter nguồn 5V 3A, một cái power switch công tắc tắt mở nguồn cho cái con Bobcom House V10 này, một cái cổng SATA là nơi cái cổng giúp ta có thể kết nối được với những cái ổ cứng gắn trong khác, một cái cổng mạng LAN giúp kết nối mạng có dây, một cái cổng USB 2.0 nữa. Tiếp theo chúng ta có thêm một cái cổng HDMI, một cổng coaxial, một cổng optical và cuối cùng là cổng IR hồng ngoại. Thì trên con Bobcom House V10 này không có tính năng Wi-Fi, nghĩa là nó không được trang bị cái Wi-Fi ở bên trong, cho nên việc kết nối Wi-Fi phải thực hiện qua một cái USB Wi-Fi. Nhưng cái USB Wi-Fi này nó lại không đi kèm trong cái thành phần phụ kiện này mà bạn phải mua ở thị trường bên ngoài đó. Rồi, mình tiếp tục giới thiệu cái con Bobcom House V10 này. Thì ở mặt dưới của cái chiếc Bobcom House V10 này không có gì cả ngoài trừ 4 cái chân chống trượt cũng như là tạo sự thông thoáng ở mặt dưới khi hoạt động của cái chiếc đập phán này, cũng như là những cái khe hỗ trợ tạo sự thông thoáng đó. Ngoài ra chúng ta còn có mã vạch tay của nhà phân phối v.v. Thì ở mặt trên của chiếc Bobcom House V10 này cũng rất là đơn giản, ngoài trừ một cái attention ở đây. Thì cái attention này nó cho chúng ta biết được là chúng ta cần phải đặt cái con Bobcom House V10 này khi hoạt động ở một nơi thông thoáng và mát mẻ để cho cái khả năng tản nhiệt của nó được tốt hơn đó. Thì mình xin nói sơ qua về một vài cái thông số kỹ thuật của con Bobcom House V10 này. Thì đây là cái chiếc đồ phát được trang bị cái bộ xử lý Cortex A9 1.2GHz với cái chip Sigma Design thuộc thế hệ mới nhất SMB8757. Thì với cái con chip Sigma này thì bạn có thể có được những cái trải nghiệm tốt nhất khi xem phim cũng như là sử dụng cái chiếc đồ phát Bobcom House V10 này. Thì cái con Bobcom House V10 này có bộ nhớ RAM là 1GB DDR3 cũng như là bộ nhớ Flash ở bên trong là 512MB. Thì về cái bộ nhớ nhỏ của cái con Bobcom House V10 này không thành vấn đề, bởi vì trên cái Bobcom House V10 này còn trang bị cái khe đọc thẻ nhớ. Thì với cái khe đọc thẻ nhớ SD này bạn có thể dễ dàng nâng cấp thêm cho cái bộ nhớ trong của cái thiết bị đồ phát này. Rồi, thì đây là cái thiết bị đồ phát có thể phát được những cái bộ phim HD, Full HD, có thể chơi được nhạc lossless. Ngoài ra còn có thể chơi được 3D, cũng như là một điểm nổi bật nhất và mới nhất trên cái chiếc Bobcom House V10 này, đó là có khả năng chơi được những cái video 4K Ultra HD rất là mượt mà.
Đó. Thì khi mua một chiếc đồ phát Bubcom House VT này thì bạn còn có những cái phụ kiện đi kèm ở bên trong. Thì mình sẽ mở cái hộp này ra để xem coi nó là những cái phụ kiện gì. Đây. Thì đầu tiên chúng ta thấy là những cái miếng giấy hướng dẫn sử dụng nhanh cho cái con Bubcom House VT này, cũng như là những cái thành phần phụ kiện đi kèm, cách hướng dẫn sử dụng remote và cái cách kết nối với cái TV, màn hình TV. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có một cái miếng giấy về những cái điều kiện quy định bảo hành. Thì cái chiếc Bubcom House VT này có thời gian bảo hành là 1 năm. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến những cái phụ kiện. Thì những cái phụ kiện đi kèm mình có là một cái cáp eSATA để kết nối với những cái ổ cứng gắn trong ở bên ngoài. Đó. Một cái cáp HDMI. Đó. Một cái adapter để cấp nguồn cho cái con Bubcom House VT này hoạt động, thông số cơ bản của nguồn điện được trình bày ở đây. Cuối cùng đó là một cái remote khá là vừa tay của Bubcom House VT, sử dụng hai pin 3A ở đây. Thì về những cái video sử dụng cũng như là trải nghiệm tính năng trên cái con Bubcom House VT này thì mình sẽ gửi đến các bạn ở những cái video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Let me love you, let me be the one to give you everything.